Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2. Và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngắn rất hay và lôi cuốn được mang tên Số Phận Nhầm Chồng của tác giả Tâm Từng. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ba tháng sau, hôm nay là ngày vui trọng đại của Kiều Linh, con gái ông chủ tịch tập đoàn Hòa Phát. Kiều Linh mặc váy cưới lộng lẫy sánh bước bên chú rể Ngô Ngọc Hưng của hồi môn mà nhà gái trao cho cô dâu và chú rể. Nhiều tới mức ai nhìn thấy cũng phải ghen tị. Mẹ cô dâu là bà Hà ngồi đó không mấy vui vẻ. Ông chủ tịch liền nói: "Hôm nay là ngày vui của con gái, sao bà cứ xị mặt ra thế? Bà cười cái tôi xem nào." Bà Hà giận dỗi nói: "Tôi đã bảo ông giúp tôi ngăn cản cái Linh, nhưng ông lại ủng hộ cho nó như thế. Sau này cái Linh có khổ thì là lỗi của ông hết đấy." "Bà nghĩ tôi với bà ngăn cấm được con gái bà sao? Bà đẻ con gái bà ra, tính con gái bà như thế nào? Bà là người biết rõ nhất đấy." "Ông chưa giúp tôi thì sao không biết được chứ? Tôi lạ gì tính con bé nữa, nó ngang bướng giống bà y đúc luôn, có trời mà ngăn nổi. Với lại tôi cũng thấy thằng Hưng nó tốt mà. Bà cứ yên tâm đi, con gái bà không chọn nhầm người đâu mà bà phải lo." Nhìn cái mặt thằng Hưng là tôi thấy không yên tâm rồi. Ông nghĩ mà xem, mấy tháng trước nó đi chơi cùng bạn gái cũ, rồi bạn gái cũ nó bị rơi xuống biển chết mất xác luôn đó. Có khi nào do thằng Hưng nó hại không hả ông? Bà nói vớ vẩn quá, thằng Hưng nó không bao giờ làm như vậy đâu. Với lại thằng Hưng cũng đã kể với cảnh sát tất cả mọi chuyện rồi mà. Đó chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn mà. Bà phải tin con rể của bà chứ. Tôi không bao giờ tin nhé. Nó lừa được mọi người. Nó lừa được cảnh sát. Chứ nó không lừa được tôi đâu. Con Linh lấy nó là sai lầm. Sau này hối hận không kịp đâu. Thôi thôi, tôi xin bà. Bà chủ ẻo con bà bao nhiêu lần rồi. Mà bà chưa chán hả? Tôi sẽ lột mặt nạ của thằng Hưng xuống cho bố con ông xem. Rồi bố con ông sẽ biết. Đủ rồi, bà mà còn nói năng bậy bạ nữa thì bà biết tay tôi đấy. Ông Phát trừng mắt quát bà Hà, nên bà Hà im miệng không nói gì thêm nữa. Bà Hà không muốn cho Kiều Linh lấy Hưng đâu, nhưng vì Kiều Linh nhất quyết lấy Hưng bằng được, lại có ông chủ tịch ủng hộ, nên bà Hà không làm gì được. Bà nghi ngờ Hưng nhiều chuyện lắm, nhưng bà không có bằng chứng. Bà thấy lo lắng bất an khi có một người con rể là Hưng, bà tự nhủ sau này bà phải cẩn thận đề phòng con rể Hưng. Tiệc cưới nhộn nhịp ở bên trong biệt thự của ông chủ tịch, chú rể trao nhẫn cho cô dâu ở bên trong, thì ở bên ngoài một người bạn của cô dâu hốt hoảng chạy vào gọi. Kiều Linh, Kiều Linh ơi! Ơi, có chuyện gì thế? Ảnh cưới của cậu bị... Ảnh cưới của tớ bị làm sao hả? Cậu ra mà xem đi. Kiều Linh và Hưng ra ngoài cổng xem, thì cả hai hoang mang khi thấy ảnh cưới của hai người bị ai đó rạch những vết dài ở giữa mặt cô dâu và chú rể. Kiều Linh nổi giận quát: "Là ai? Ai đã rạch ảnh cưới của tôi vậy hả?" Mọi người ngơ ngác nhìn nhau không ai biết gì cả. Hưng bảo người xem camera thì camera đã bị hỏng từ bao giờ. Không một ai biết người nào làm cả. Tiệc cưới đang vui vẻ náo nhiệt thì giờ ai cũng hoang mang lo lắng, không ai thấy vui vẻ nữa. Mặt cô dâu với mặt chú rể thì cứ hằn học khó chịu. Tiệc cưới kết thúc, ông chủ tịch báo cảnh sát tới điều tra, nhưng cảnh sát không tìm được manh mối gì cả. Kiều Linh và Hưng đang chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật, nhưng cả hai không thấy vui. Hưng trấn an Kiều Linh để cô không suy nghĩ nhiều nữa. "Em à, có thể đứa trẻ con nào đó nghịch thôi mà, em cũng đừng lo lắng nhé." "Trẻ con mà, nghịch thì sao camera lại hỏng được hả?" "Thì đúng lúc camera hỏng thôi mà em, cảnh sát cũng không tìm thấy manh mối gì rồi, em đừng lo lắng nữa nhé." "Nhưng em vẫn không thấy yên tâm anh ạ, có khi nào họ muốn giết chúng ta không anh?" "Chắc không phải đâu, em đừng suy nghĩ quá lên như vậy nữa, mình đi chơi thôi, anh đặt vé rồi mà." "Vâng ạ." Kiều Linh và Hưng đi hưởng tuần trăng mật ở Hàn Quốc, hai người nhanh chóng quên đi chuyện cái ảnh cưới bị rạch đó. Sau một tuần đi chơi, hai người trở về và tiếp tục công việc của mình.
Ông chủ tịch đợt này bệnh đau lưng tái phát nên ông đang đi chữa bệnh, còn công việc ở công ty tạm thời Hưng và Kiều Linh quản lý. Sau đám cưới, Hưng ở rể tại biệt thự của ông chủ tịch, còn bà Hà vẫn hậm hực và đang tìm điểm yếu của con rể Hưng để dìm con rể Hưng xuống. Cứ gặp mặt con rể Hưng ở đâu là bà Hà lại nói mỉa, nói móc con rể Hưng. Cả nhà ông chủ tịch ngồi ăn sáng, bà Hà lại tiếp tục nói mỉa con rể Hưng. Con rể Hưng đã quen với cuộc sống ở đây chưa? Dạ con quen rồi ạ. Nhanh đấy, đang ở cái nhà bé tí tẹo như thế mà giờ được ở trong biệt thự lớn thế này. Tôi còn lo cậu ở không quen chứ. Kiều Linh thấy mẹ nói chồng cô vậy, cô liền nói. Mẹ à, sao ngày nào mẹ cũng kiếm chuyện với chồng con vậy ạ? Mẹ đang nói chuyện chứ mẹ đâu có kiếm chuyện hả con? Mẹ nói như vậy không kiếm chuyện thì là gì chứ mẹ? Con lấy chồng một cái là con cãi bố mẹ như vậy luôn hả con? Chồng con nó đang dạy hư con sao? Ông chủ tịch liền nói. Thôi đủ rồi, bữa nào hai mẹ con bà cũng cãi nhau là sao hả? Hai mẹ con bà không coi tôi ra gì đúng không? Lúc đó bà Hà với Kiều Linh mới không nói nhau nữa. Hưng ngồi ăn mà anh nuốt không trôi. Anh cưới Kiều Linh, anh được thêm nhiều thứ. Anh có nhiều tiền, anh có xe ô tô xịn. Anh có chỗ đứng vững chắc trong tập đoàn Hòa Phát. Nhưng anh phải nghe những lời nói khó nghe của mẹ vợ mỗi ngày. Anh bắt đầu thấy khó chịu với bà mẹ vợ khó tính của mình rồi. Hết giờ làm việc, Hòa Phong vội vã ra về. Mấy anh em đồng nghiệp làm cùng văn phòng có hẹn đi uống bia nên gọi Hòa Phong. Phong, cậu vội về làm gì thế? Đi uống bia với bọn tôi đã. Thôi, mấy ông đi đi. Nay tôi có việc phải về nhà sớm rồi, hẹn khi khác nhé. Ờ, cái thằng này. Vợ con chưa có thì vội cái gì không biết. Hòa Phong gãi đầu ngại. Anh không nói gì mà đi thẳng ra nhà xe. Từ ngày Bình An xuất hiện, Hòa Phong thay đổi hẳn tính nết. Hết giờ làm là anh về nhà sớm để được ở bên cô. 3 tháng qua anh vẫn để cô ở nhà riêng của anh. Anh chăm sóc cô chu đáo. Anh chi hết cả số tiền tiết kiệm của anh để phẫu thuật thẩm mỹ cho cô. Sau 3 tháng tích cực điều trị và phẫu thuật thẩm mỹ thì Bình An đã xinh đẹp rạng ngời. Cô đã lột xác thành một cô gái vô cùng xinh đẹp. Hòa Phong còn bất ngờ với diện mạo mới của cô. 3 tháng anh chăm sóc cô tận tình như người chồng chăm sóc vợ. Và anh đã thầm thương cô từ lúc nào anh cũng không hay biết nữa. Anh định là chờ thêm cô một thời gian nữa, để cô ổn định lại về tất cả mọi chuyện, thì anh sẽ bày tỏ tình cảm với cô. Anh muốn chăm sóc cô cả cuộc đời này. Bình An đang nấu cơm thì Hòa Phong về tới. Bình An ơi, anh về rồi. Dạ, anh có mệt không ạ? Anh không mệt, em nấu món gì đó? Dạ, nay em nấu món cá sốt và tôm chiên anh ạ. Ừ, nhìn ngon quá em ạ. Anh lên tắm đi rồi xuống ăn cơm nha. Ừ, mà mẹ đi đâu rồi em? Mẹ nói đi mua trái cây ở siêu thị đó. Chắc mẹ sắp về tới rồi đó ạ. Ừ, vậy anh đi tắm đây. Dạ. Hòa Phong lên phòng tắm. Anh nhìn bộ quần áo mà Bình An để sẵn ở đó cho anh. Rồi anh mỉm cười hạnh phúc. Từ lúc Bình An khỏe lại, cô ấy chăm sóc anh như một người vợ chăm sóc chồng vậy. Anh vui lắm. Thế nên hết giờ làm anh luôn về nhà sớm với cô. Đến cuối tuần mẹ anh sẽ qua đây chơi với anh. Mẹ anh cũng vui khi có Bình An ở bên anh. Và còn giúp anh nhanh chóng bày tỏ tình cảm với Bình An. Rồi hai đứa cưới nhau luôn thì càng tốt. Như vậy bà sẽ có con dâu rồi bà sẽ có cháu nội. Thế nhưng Hòa Phong vẫn chưa dám bày tỏ tình cảm với Bình An. Mặc dù anh rất thích cô rồi. Ông Hòa Phát đi qua siêu thị thì ông nhìn thấy bà Hương ở trong siêu thị đi ra. Mặc dù đã 26 năm trôi qua, nhưng khi ông Phát gặp lại người vợ của ông ngày xưa, ông vẫn nhận ra. Ngọc Hương, ông vội vàng bảo lái xe. Cậu dừng lại đi, mau dừng lại đi. Dạ vâng, mà có việc gì vậy thưa chủ tịch? Cậu ở đây chờ tôi nhé, có gì lát tôi gọi cho. Vâng, thưa chủ tịch. Ông Phát vội vàng xuống xe và chạy theo bóng dáng người xưa. Ngọc Hương, có phải Ngọc Hương không? Ngọc Hương. Bà Hương nghe thấy tiếng gọi, bà liền quay lại nhìn thấy ông Phát. Bà giật mình hốt hoảng. Ông Phát, chết rồi, mình phải chạy trốn thôi. Mình không thể để ông ấy biết mình được. Bà Hương bỏ chạy, nhưng do bà vướng nhiều đồ quá, nên bà bị ngã. Ông đuổi tới nơi, ông liền kéo tay bà Hương. Hương, đúng là Hương rồi, bà vẫn còn sống, tôi mừng quá. Ông Phát ôm chầm lấy bà Hương.
Nhưng bà Hương đẩy ông ra và nói, không, tôi không phải là Hương, ông nhầm rồi. Bà Hương vừa nói vừa bỏ chạy, ông Phát liền bí mật đi theo bà Hương. Ông muốn biết chỗ ở của bà Hương, vì ông khẳng định ông không bao giờ nhầm lẫn được. Dù 26 năm trôi qua rồi, nhưng ông vẫn nhận ra bà Hương, bởi vì bà Hương vẫn trẻ và giữ được vóc dáng mảnh mai, cùng cái bớt đỏ to bằng đầu ngón tay ở cằm, làm sao ông có thể nhầm lẫn bà với ai được. Bà Hương bỏ cả túi trái cây để chạy trốn ông Phát. Bà quay cổ lại không nhìn thấy ông Phát nữa thì bà mới thở phào. May quá mình chạy trốn kịp, tí thì bị lộ rồi. Thấy bà Hương về nhà tay không, Hòa Phong liền hỏi, mẹ, trái cây đâu ạ? Bà Hương gãi đầu rồi nói, hết trái cây rồi con ạ, thôi để mai mẹ mua nhé, giờ đi ăn cơm thôi các con. Vâng ạ. Bà Hương đang ăn cơm cùng hai con thì chuông cửa vang lên. Bình An liền nói, dạ, để con ra mở cửa ạ. Bình An ra mở cửa cổng, cô sốc khi thấy ông Phát. Ông... Vì Bình An đã được thay đổi khuôn mặt, nên ông Phát không nhận ra Bình An nên ông hỏi. Cháu cho bác hỏi, đây có phải nhà bà Hương không cháu? Dạ phải. Còn chưa để Bình An nói hết câu, ông Phát đã đẩy cửa và đi thẳng vào bên trong. Hương ơi, Hương! Bà Hoa và Hòa Phong hoang mang khi thấy ông Phát. Ông nhầm rồi, tôi không phải bà Hương nào đó của ông đâu. Tôi là... Tôi xin bà đấy, bà đừng trốn tôi nữa mà. 26 năm qua tôi đau lòng lắm, sao bà có thể làm vậy với tôi chứ? Ông nhầm rồi, tôi không phải là bà Hương thật mà. Bà Hương nhìn thấy ông Phát rơi nước mắt khi gặp lại bà và con trai, thì bà Hương biết mình không thể che giấu được nữa rồi. Ông Phát khóc, bà Hương cũng khóc theo. Cảm xúc cứ ùa về, khiến mọi người xúc động rơi nước mắt. Bình An đi thu dọn bát đũa ở trong phòng, còn bà Hương và ông Phát với Hòa Phong nói chuyện ở ngoài phòng khách. Bà Hương đã thừa nhận với ông Phát và Hòa Phong, lần đầu tiên sau 26 năm xa cách, anh đã được ông Phát ôm vào lòng. Con trai của bố lớn bằng này rồi sao? Đẹp trai, phong độ lắm con ạ. Vâng bố, con rất vui khi được gặp lại bố ạ. Cả nhà ba người ôm lấy nhau và xúc động rơi nước mắt. Bình An cô thở dài và nghĩ, Hòa Phong là anh em cùng cha khác mẹ với Kiều Linh, kẻ thù của mình ư? Ông trời thật biết trêu ngươi mình mà. Nhưng sau đó Bình An đã nghĩ ra một ý hay. Mình nghĩ ra rồi, Hòa Phong là con trai của ông Phát, sau này ông Phát sẽ tìm cách đưa anh Phong vào công ty, và lúc đó mình sẽ lợi dụng Hòa Phong để trả thù Ngô Ngọc Hưng và Kiều Linh. Ông trời đang giúp cho mình mà. Mình còn chưa biết phải tiếp cận Ngô Ngọc Hưng như thế nào, mà nay biết được tin tốt này, đúng là rất có lợi cho kế hoạch trả thù của mình mà. Sau khi tìm được bà Hương và con trai, ông Phát gặng hỏi bà Hương lý do tại sao ngày xưa bà lại bỏ đi biệt tích như thế, nhưng bà Hương không muốn nhắc lại chuyện cũ đau lòng đó nữa. Ông Phát dường như đã hiểu ra mọi chuyện, ông liền nói, là do bà Hà đúng không? Là bà Hà hại bà, khiến bà sợ bà bỏ tôi đi đúng không? Tôi sẽ về nhà xử lý bà ta. Đúng là vậy. Nhưng bây giờ tôi không muốn làm mọi chuyện ầm ĩ lên nữa. Không có bằng chứng gì cả. Với lại bà Hà đã ở bên cạnh ông 26 năm qua rồi. Bà ấy thật lòng với ông mà. Nhưng bà ấy làm những việc không thể tha thứ được. Ông bình tĩnh lại đi. Chuyện giữa tôi và ông qua lâu rồi, nên tôi không còn buồn nữa. Cuộc sống của tôi và con trai rất ổn. Tôi bằng lòng với cuộc sống của mình ở hiện tại rồi. Nên tôi muốn ông bỏ qua cho bà Hà ông nhé. Tôi nghĩ là bà ấy đã phải sống trong sự giằn vặt suốt 26 năm qua rồi. Nên chuyện gì có thể tha thứ được thì chúng ta hãy thứ tha ông nhé. Bà Hương nói cho ông Phát hiểu rằng giữa bà và ông bây giờ không còn tình cảm với nhau nữa. Và bây giờ hai ông bà cũng không thể quay lại với nhau như 26 năm trước được. Hiện tại hai người chỉ vướng một đứa con chung là Hòa Phong thôi. Nên bà với ông thống nhất là sau này, cả hai ông bà sẽ lo cho Hòa Phong một cuộc sống thật tốt. Bà Hương còn nói sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện và sống trong hòa bình với bà Hà. Bà Hương còn hứa chắc chắn sẽ không làm gì ảnh hưởng tới ông Phát và bà Hà. Bà Hương quá lương thiện và tốt bụng, điều đó càng khiến ông Phát thấy thương bà nhiều hơn. Nên ông Phát muốn bù đắp cho hai mẹ con bà Hương thật xứng đáng. Bà Hương chỉ muốn bà và Hòa Phong sống một cuộc sống bình yên. Thi thoảng bà sẽ cho Hòa Phong tới thăm ông Phát một lần,
như vậy là được. Nhưng ông Hòa Phát lại nghĩ khác. Ông là ông chủ một tập đoàn lớn, ông sở hữu số tài sản hàng tỷ đô thì ông phải chia cho Hòa Phong một nửa. Ông còn tính sẽ đưa Hòa Phong vào công ty làm việc và cho Hòa Phong thừa kế công ty nữa. Làm sao ông có thể để con trai của mình đi làm thuê vất vả cho người khác như vậy được? Tìm được vợ và con trai sau bao năm xa cách, ông Phát như chút được tảng đá nặng trên lưng xuống. Ông gọi lái xe tới và đón ông về nhà. Ông muốn nói chuyện thẳng thắn với bà Hà, người phụ nữ đang ở bên cạnh ông. Nhưng 26 năm trước, người phụ nữ ấy lại làm ra những việc vô cùng tàn nhẫn với ông và vợ con của ông. Ông Phát trở về nhà, trời đã tối muộn. Bà Hà khó chịu hỏi ông. Ông Phát, ông đi đâu mà bây giờ mới về vậy hả? Ông đi đâu làm gì thì ông cũng nói với tôi một tiếng chứ. Ông khinh thường tôi như vậy luôn sao? Ông Phát ngồi xuống uống ngụm trà rồi nói. Tôi vừa đi gặp bà Ngọc Hương và con trai của tôi về. Câu nói của ông Phát khiến bà Hà choáng váng, bà lúng túng hỏi. Ông nói gì vậy chứ? Ông đang trêu tôi đúng không? Bà nghĩ tôi hay trêu đùa bà như vậy sao? Bà Hà hoảng sợ khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của ông Phát. Bà Hà cúi gầm mặt xuống và lý nhí nói. Ông gặp bà Hương thật sao? Bà ấy vẫn còn sống ư? Tôi tưởng năm đó bà ấy... Phải, bà Hương vẫn còn sống. Con trai tôi tên Hòa Phong, năm nay 26 tuổi rồi. Nó đang làm cảnh sát hình sự đấy bà. Nó mà điều tra lại những chuyện của 26 năm về trước thì khối người phải ngồi tù đấy nhỉ? Bà Hà ngồi đó nghe ông Phát nói mà bà thấy hoang mang, lo sợ. Ông Phát thở dài rồi nói tiếp. Bà có thấy áy náy không? 26 năm qua bà sống có vui vẻ hay không? Sau tất cả những việc làm độc ác của bà thì bà Hương vẫn tha thứ cho bà đấy. Bà ấy nói tôi bỏ qua cho bà, đừng làm khó gì bà cả. Bà Hương còn nói bà ở bên cạnh tôi 26 năm rồi và bảo tôi hãy trân trọng bà. Còn bà Hương và tôi bây giờ chỉ cùng nhau lo cho đứa con chung thôi. Chúng tôi không còn tình cảm với nhau nữa. Bà thấy bà Hương nói vậy, bà có thấy lương tâm cắn rứt không bà Hà? Bà Hà ngồi im không nhúc nhích, ông Phát lại nói thêm. Đáng lẽ tôi không bỏ qua cho bà đâu. Nhưng bà Hương đã nói vậy thì tôi tạm bỏ qua cho bà đấy. Bà hãy tới gặp và tạ lỗi với bà Hương đi. Bà hãy sống tích đức cho con đi, đừng làm gì sai trái nữa. Con trai tôi, nó là cảnh sát hình sự đấy. Nó mà điều tra lại tất cả mọi chuyện thì tôi không cứu nổi bà đâu. Bây giờ bà nên đi tạ lỗi sớm đi, đừng để mọi chuyện đi xa thêm nữa. Tôi có làm gì đâu chứ. Đến bây giờ bà vẫn không tỉnh ngộ sao? Thế 26 năm qua bà Hương sống có tốt không? Cũng tốt. Lúc bà ấy gặp nạn thì bà ấy được một người đàn ông tốt cưu mang. Sau đó bà Hương lấy ông ấy và sống bình yên nuôi con trai. Ông ấy rất tốt, còn nuôi Hòa Phong ăn học nên người. Nhưng không may ông ấy bị bệnh và mất mấy năm trước rồi. Thế nên bà Hương mới nói với tôi là hãy tha thứ cho bà vì tôi và bà ấy đều đã có gia đình riêng rồi. Chúng tôi chỉ có chung trách nhiệm là lo cho Hòa Phong thôi. Bà hãy suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện đi, rồi bà đi tạ lỗi và cầu xin bà ấy đi. Tôi thật sự mệt mỏi với bà rồi. Tôi chỉ giúp bà được tới đây thôi, còn bà tự lo cho mình đi. Ông Phát nói xong, ông thở dài và đi lên phòng. Bà Hà ngồi run sợ. Cuối cùng thì ngày đáng sợ này cũng đã tới. Cái ngày mà bà lo sợ suốt 26 năm qua cũng đã tới rồi. Trên đời này không có chuyện gì có thể che giấu mãi được. Cái kim trong bọng lâu ngày cũng phải lòi ra thôi. Ông Phát muốn bù đắp cho Hòa Phong, nhưng Hòa Phong từ chối không nhận. Công việc của anh rất tốt, anh có thể lo cho mẹ anh một cuộc sống thoải mái, nên anh không muốn nhận bất cứ thứ gì từ bố anh. Thế nhưng Bình An lại muốn anh tới công ty của bố anh làm việc. Cô muốn anh giữ một vị trí quan trọng trong công ty của ông Phát. Anh à, em muốn anh tới công ty của bố anh làm việc, đó là quyền lợi của anh mà anh. Anh không đi đâu, anh có công việc ổn định rồi mà em. Em biết là anh có công việc ổn định rồi ạ. Anh chỉ tranh thủ tới công ty quản lý công việc giúp bố anh thôi mà. Quản lý công việc qua máy tính cũng được mà. Anh là con trai của ông ấy, anh có quyền lợi mà anh. Bình An à, cuộc sống của chúng ta đang yên bình thoải mái mà em. Anh có rất nhiều tiền mà em không cần phải lo gì cả nhé. Lúc này thì Bình An nói thẳng với Hòa Phong. Vậy em nói thẳng luôn nhé. Em rất hận Ngô Ngọc Hưng. Em muốn trả thù anh ta. Em muốn anh ta bị trừng phạt.
Nếu anh vào công ty bố anh thì em sẽ có cơ hội vào đó làm việc cùng anh. Và đương nhiên là em có cơ hội trả thù anh ta rồi. Anh đã hứa với em là anh sẽ giúp em trả thù mà. Bình An à, thù hằn chỉ khiến em thêm mệt mỏi thôi. Em hãy buông bỏ những chuyện không vui đi em nhé. Anh vẫn không muốn giúp em đúng không? Bình An à, vậy cũng được. Em xin phép về quê sống cùng mẹ em đây. Số tiền em nợ anh, bao giờ có tiền em sẽ trả anh ạ. Bình An, sao tự dưng em lại đòi về quê chứ em? Đã hứa ở lại đây cùng anh mà. Em thấy không còn lý do gì nữa. Em về quê đây, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Bình An đi vào phòng dọn quần áo. Hòa Phong vội vàng chạy theo. Bình An à, anh yêu em nhiều lắm. Em đừng đi mà, anh xin em đấy. Anh muốn em làm vợ anh không Phong? Anh có. Em sẽ làm vợ anh nếu anh về tập đoàn Hòa Phát. Anh vẫn có thể làm tốt hai công việc của mình mà. Anh vừa có tất cả mọi thứ, vừa có em. Anh không muốn có em sao? Bình An xúc vào lòng Hòa Phong, cô từ từ cởi cúc áo Hòa Phong. Anh không muốn có em thật sao? Anh có, anh muốn cưới em, Bình An. Vậy thì anh biết phải làm gì rồi đấy, anh có làm được không? Hòa Phong gật đầu nói, anh làm được. Hòa Phong bế Bình An lên giường, anh và cô hôn nhau cuồng nhiệt. Tầm này thì tình yêu che mắt anh luôn rồi. Ngoài Bình An ra thì Hòa Phong không nghĩ được gì khác nữa. Cuối cùng thì sau 3 tháng Hòa Phong chăm sóc Bình An tận tình chu đáo, thì tới hôm nay anh đã có được tình yêu của cô. Tình yêu mà anh luôn khao khát khi ở bên cô. Ngày hôm sau, ông Phát đưa Hòa Phong về nhà mình ăn cơm tối. Kiều Linh và Hưng đi làm về, thấy dì giúp việc làm rất nhiều món ngon, Kiều Linh liền hỏi. Dì Nga, nay làm nhiều món vậy à? Dạ, ông chủ tịch dặn dì làm nhiều món vì nay nhà có khách cô ạ. Nhà có khách sao? Vâng, thưa cô. Kiều Linh thấy mẹ ngồi suy tư ở phòng khách, cô liền hỏi. Mẹ ơi, nay nhà mình có khách à mẹ? Ừ. Ai thế mẹ? Bà Hà thở dài rồi đi lên phòng. Mẹ sao thế? Con hỏi còn không thèm trả lời nữa. Hưng liền bảo vợ. Chắc mẹ đang mệt đó. Mà nhà có khách tới ăn cơm, lát nữa họ tới là mình biết ngay thôi mà. Anh nhìn thái độ của mẹ đi, em chả làm gì sai với mẹ. Thế mà ngày nào mẹ cũng khó chịu với em đó. Thôi mà vợ, vợ đừng nghĩ mẹ như vậy nhé. Ông Phát đưa Hòa Phong tới. Vào nhà đi con trai, đây là nhà của bố, nên con cứ coi như nhà của con nhé. Vâng ạ. Kiều Linh và Hưng tròn mắt ngạc nhiên. Bố, ai đây bố? À, đây là anh trai con đấy, Kiều Linh. Kiều Linh hoang mang nghĩ. Anh trai của mình có nghĩa là con trai của bà Hương sao? Sao mẹ nói hai mẹ con bà ta chết rồi mà? Kiều Linh ngập ngừng hỏi, anh trai của con ư? Ừ, anh con tên Hòa Phong. Hòa Phong chìa tay ra. Chào em, Kiều Linh. Kiều Linh không bắt tay anh trai mà cô đi thẳng vào phòng mẹ cô. Mẹ, mẹ dạy con hỏi đây. Có chuyện gì thế? Bố đưa con trai của bà Hương tới kìa. Thế sao ngày trước mẹ nói với con là bà ấy và con trai bà ấy chết rồi mà? Sao giờ con trai bà ta lại xuất hiện vậy hả mẹ? Mẹ con bà ấy vẫn còn sống. Và sắp tới Hòa Phong sẽ tới công ty làm việc đó. Hả, anh ta tới công ty làm việc thật sao? Ừ, mẹ phải ngăn cản bố con chứ. Sao có thể để anh ta tới công ty của bố con được? Anh ta cướp hết tài sản của bố con thì sao chứ? Thôi, chuyện đó để nói sau đi, mẹ đang mệt. Để sau thì để anh ta cướp sạch rồi à? Mẹ tỉnh táo lại đi mẹ. Bữa ăn tối diễn ra khá căng thẳng. Bà Hà sợ nên ngồi ăn trong im lặng. Kiều Linh và Hưng thì sợ Hòa Phong cướp hết tài sản của ông Phát, nên ăn cơm không thấy ngon miệng. Hai vợ chồng cứ liếc mắt nhìn Hòa Phong liên tục. Ông Phát thì trò chuyện rôm rả. Sau mấy chục năm xa cách, nay được gặp con, ông vui mừng hạnh phúc khó tả lắm. Phong à, ngày mai con bắt đầu đi làm chứ? Vâng ạ, con muốn xin cho bạn gái của con vào công ty làm, bố đồng ý nhé. Tuyệt vời luôn, bố vui lắm. Bố có con gái con rể làm cùng rồi. Bây giờ bố có con trai và con dâu cùng vào làm nữa. Đúng là tuyệt vời các con ạ. Hưng bắt đầu thấy lo lắng bất an dần rồi. Ngày trước Hưng nghĩ ông Phát chỉ có một người con gái duy nhất là Kiều Linh, nên sau này tài sản của ông để lại cho Kiều Linh hết. Anh là chồng Kiều Linh, đương nhiên anh sẽ được hưởng một nửa số tài sản khổng lồ đó rồi. Thế mà giờ lại lòi ra thêm một người con trai, và không biết sau này ông Phát có lòi thêm đứa con nào nữa không. Và tài sản đáng lẽ của Kiều Linh cứ chia sẻ dần dần hết.
anh cảm thấy vị trí của mình trong tập đoàn Hòa Phát đang lung lay và không còn vững chắc nữa. Kiều Linh bắt đầu nói mỉa Hòa Phong. Lần đầu tiên anh Phong tới đây nhỉ? Cảm giác của anh thế nào? Thì được gặp bố và mọi người anh thấy rất vui. Chỉ vui thôi sao? Ý em gái là sao nhỉ? Một người bình thường như anh Phong tới đây, anh thấy mở mang tầm mắt không? Cũng bình thường em à? Chỉ bình thường thôi sao? Tòa biệt thự này có giá hơn 100 tỷ đó anh Phong ạ. Bạn anh cũng vừa xây biệt thự 200 tỷ ở phố Hà Đông. Bây giờ nhiều tỷ phú mà em, biệt thự nhiều lắm em ạ. Tìm được bố chắc anh Phong thích lắm nhỉ? Bố giàu như vậy mà. Từ giờ anh Phong không cần phải vất vả ngoài kia rồi nhỉ? Thực ra anh cũng không vất vả lắm đâu, anh yêu công việc của mình mà em. Anh Phong chắc đang làm thuê cho một công ty nào đó nhỉ? Cảm giác đi làm thuê cho người khác thế nào hả anh? Anh làm thuê cho nhà nước em à? Cảm giác của anh rất vui và vinh dự đó em. Ý anh là sao? Anh làm công việc gì vậy hả? Anh làm cảnh sát hình sự. Kiều Linh tròn mắt ngạc nhiên, còn Hưng đang ăn thì bị nghẹn thức ăn ở cổ. Anh ta phải uống bao nhiêu nước thì thức ăn mới trôi xuống được. Kiều Linh ngập ngừng hỏi. Anh Phong làm cảnh sát hình sự sao? Ừ. Bây giờ thì Kiều Linh đã hiểu tại sao mẹ cô lại ngồi im như thế rồi. Hòa Phong là cảnh sát hình sự, anh lại giữ chức vụ không hề nhỏ. Kiều Linh nghe xong còn phải rén lại. Cô không dám nói mỉa mai Hòa Phong nữa. Ai dám dây vào một người cán bộ cao cấp của nhà nước đâu chứ. Tối hôm đó Hưng ngồi lướt điện thoại, còn Kiều Linh cứ đi đi lại lại trong phòng. Kiều Linh, em ngồi xuống đi, anh chóng mặt quá. Làm sao có thể chứ? Em cứ ngồi xuống đi mà. Kiều Linh ngồi xuống hậm hực nói. Đang yên đang lành, tự dưng phải san sẻ cho một người khác như vậy. Làm sao em chấp nhận nổi chứ? Hòa Phong là con của vợ trước của bố ư? Vâng, anh ta là con bà Hương. Trước mẹ nói với em là hai mẹ con bà ta đã chết rồi. Thế mà bây giờ lại càng nghĩ em lại càng không thể chấp nhận được anh à? Sự thật là vậy rồi mà em. Đáng lẽ tài sản của bố để lại cho vợ chồng mình hết. Thế mà giờ phải san sẻ một nửa cho anh ta. Trời ơi, tức quá mà. Nếu chỉ san sẻ cho một mình anh ta thì được. Nếu mai kia bố lại đưa thêm mấy người con về nữa, thì chắc em cũng không còn gì đâu nhỉ. Sao bố có nhiều con rơi con vãi như thế được chứ? Ai mà biết được đâu em. Trời ơi, đúng là điên mất mà. Ngày hôm sau, Hòa Phong tới công ty của ông Phát. Ông Phát mở cuộc họp thông báo với tất cả mọi người. Rồi ông Phát giao cho Hòa Phong làm giám đốc điều hành công ty mẹ. Còn Kiều Linh và Hưng quản lý công ty con. Tự dưng lại bị dưới quyền Hòa Phong. Nên Kiều Linh khó chấp nhận nổi. Cô liền đi tìm ông Phát để hỏi cho rõ ngọn ngành. Bố, con có chuyện muốn hỏi ạ? Ừ, con hỏi đi. Tại sao bố lại để anh Phong làm giám đốc điều hành công ty vậy hả? Con mới là người ngồi vào vị trí đó chứ. Bố từng nghĩ sẽ để con ngồi vào vị trí đó. Nhưng con còn mải chơi, con không để ý tới công việc. Việc gì con cũng phải hỏi ý kiến của chồng con rồi con mới dám làm. Vậy nên bố thấy con chưa đủ năng lực. Con hãy cố gắng học hỏi thêm đi. Sau này bố sẽ không để con thiệt đâu. Bố có mấy công ty liền, sau này bố sẽ chia đều cho hai anh em con. Con không bị thiệt hơn cái gì đâu, đừng có lo. Con biết năng lực của con còn giới hạn, nhưng chồng con anh ấy rất giỏi. Tại sao bố không để chồng con ngồi vào vị trí đó chứ? Con trai con gái bố đều có, vậy tại sao bố lại giao tài sản lớn của mình cho con rể chứ? Nhỡ sau này con và Hưng có vấn đề gì xảy ra thì sao đây? Con không suy nghĩ thấu đáo gì cả. Bố à, anh Hưng yêu con nhiều như vậy. Anh ấy cung phụng con như một bà hoàng vậy, bố lo gì chứ? Vì con có tất cả, cậu ta mới cung phụng con. Thử hỏi bây giờ con trắng tay xem cậu ta có còn ở bên con nữa, hay cậu ta bỏ con chạy đi tìm chỗ dựa mới rồi. Con còn trẻ người non dạ lắm, con chưa hiểu được hết những mặt trái trong xã hội đâu, con gái ạ. Con không thèm nói chuyện với bố nữa. Kiều Linh giận dữ bỏ về phòng làm việc, cô tức giận nói. Đang tự dưng lôi cả chồng mình để nói nữa chứ. Chồng mình tuyệt vời như vậy mà bố mình còn chê nữa. Đúng là không còn gì để nói nữa mà. Hưng vừa bước vào thang máy thì Bình An xuất hiện. Cô xinh đẹp như một nữ thần. Đi tới đâu cô tỏa sáng tới đó. Cánh cửa thang máy vừa đóng lại thì Bình An chạm tay vào cánh cửa. Xin lỗi, em đi cùng được không ạ? Được chứ. Bình An bước vào thang máy. Giọng nói này, ánh mắt này
dáng người này rất quen thuộc. Hưng nhìn kỹ anh thấy khuôn mặt thay đổi, nhưng ánh mắt giọng nói vẫn nguyên vẹn. Anh ta giật mình lùi lại. Bình An. Dạ, là em đây. Em chào anh Hưng nhé. Lâu rồi không gặp, anh Hưng có khỏe không ạ? Hưng hoảng sợ, anh ta ngồi phệt xuống. Sao có thể? Bình An đã rơi xuống biển rồi mà. Sao có thể? Bình An thấy Hưng hoảng sợ, cô thấy rất hả hê. Cô vẫn giả vờ nói giọng ân cần không hề oán trách. Chuyện dài lắm, anh muốn nghe em kể không? Chúng ta lên căng tin uống nước, em kể cho anh nghe ạ. Cánh cửa thang máy mở ra, Bình An bước ra ngoài. Cô thấy Hưng vẫn đứng đó, cô liền nói. Anh không muốn nghe em kể sao? Hưng thở dài, anh lấy hết can đảm để đi theo Bình An ra căng tin. Hưng nhìn Bình An chằm chằm, khuôn mặt Bình An bây giờ đã khác. Nhưng bù lại nhìn cô xinh đẹp hơn lúc trước rất nhiều. Khuôn mặt xinh đẹp cùng nước da trắng ngần, dáng chuẩn đẹp cộng thêm cách ăn mặc của Bình An bây giờ, rất hợp mốt sang chảnh. Cô bây giờ đã khác, không còn là Bình An quê mùa như lúc trước nữa rồi. Bây giờ nhìn Bình An toát lên thần thái đỉnh cao của một cô gái tài sắc vẹn toàn. Bình An tiếp cận Hưng thành công. Cô bắt đầu cho kế hoạch trả thù của mình. Trước tiên cô sẽ xóa bỏ mọi nghi ngờ của Hưng về cô trước, để anh ta tin tưởng cô. Cô nhìn anh với ánh mắt chứa chan tình cảm. Hơn 3 tháng rồi không gặp anh. Anh Hưng có khỏe không ạ? Anh khỏe, mà mặt em sao thế? Sao lại khác ngày xưa thế? À, hôm đó em bị rơi xuống biển, mặt em bị đập vào đá nhọn, nên mặt em bị thương nặng anh ạ. Nên em đã phẫu thuật thẩm mỹ. Cũng may cả phẫu thuật thành công, không để lại di chứng gì ạ. Em trở về, sao em không đi tìm anh? Lúc đó em bị thương nặng ở đầu nên em không nhớ gì cả. Tới lúc em nhớ ra mọi chuyện, em đi tìm anh thì mọi người nói anh đã kết hôn với chị Kiều Linh rồi. Thế nên em mới không đi tìm anh nữa ạ. Em trở về như thế nào? Em có thể kể cho anh biết được không? À, em cũng không biết mình vào bờ bằng cách nào ạ. Em chỉ nhớ tới khi em tỉnh lại thì em thấy mình nằm trên bãi cát. Sau đó em được người ta đưa đi cấp cứu. Nhưng vì lúc đó em bị mất trí nhớ tạm thời nên em không tìm được anh. Đến giờ nhớ ra thì anh đã lấy chị Linh rồi. Em thấy buồn lắm anh à. Em tự trách bản thân mình sao không nhớ ra mọi chuyện sớm hơn một chút nữa. Thì em đã về gặp anh trước khi anh lấy chị Linh rồi. Hưng gãi đầu, anh ta nói dối để bao biện cho lỗi lầm của mình. Anh xin lỗi em nhé. Tại lúc đó anh đau lòng quá. Anh không tìm được em. Anh cứ nghĩ em đã... Thời gian đó anh rất đau khổ. Chính Kiều Linh đã động viên anh. Cô ấy chăm sóc anh nên anh đã động lòng. Bình An à, anh xin lỗi. Em đừng giận anh nhé. Bình An nghĩ thầm trong bụng. Chính anh hại tôi, anh muốn tôi chết. Để anh cưới con gái ông chủ tịch mà. Anh đã đạt được mục đích rồi. Chỉ tiếc là tôi vẫn chưa chết. Và tôi đã trở về để trả thù anh đây. Anh cứ chờ đi. Rồi tôi sẽ khiến anh mất hết tất cả. Những gì mà anh phải đánh đổi để có được. Ngô Ngọc Hưng, tôi căm hận anh. Nghĩ trong bụng vậy thôi. Còn bề ngoài, Bình An vẫn luôn tỏ vẻ mình không có vấn đề gì cả. Và cô chỉ coi đó là một tai nạn mà thôi. Cô nhẹ nhàng nói. Dạ, em cũng hiểu mà. Bây giờ nhìn thấy anh hạnh phúc là em yên tâm rồi ạ. Hãy hứa với em anh phải sống thật hạnh phúc anh nhé. Hưng ngập ngừng hỏi Bình An. Em không trách anh sao? Trách gì ạ? Tại sao em lại trách anh chứ? Vì anh không cứu được em. Anh nghĩ gì vậy ạ? Em không trách anh đâu ạ. Là do em trượt chân và rơi xuống biển mà. Em sao có thể trách anh được ạ? Anh có làm gì đâu chứ? Hưng thở phào nhẹ nhõm, anh thầm nghĩ. Bình An quá lương thiện, cô ấy không hề biết mình cố tình để cô ấy rơi xuống biển. Mình đã làm một việc quá độc ác với cô ấy, nhưng cô ấy vẫn không hề biết và cô ấy không trách mình. May quá là mình tưởng cô ấy biết kế hoạch của mình rồi chứ. Hóa ra cô ấy suy nghĩ đơn giản hơn mình tưởng rồi. Anh Hưng đang nghĩ gì vậy ạ? À, không có gì. Bây giờ em đang ở đâu? Hôm trước anh đi qua nhà em, anh thấy nhà em khóa cửa ngoài và dán biển bán nhà rồi mà. Em đang ở nhà bạn em ạ,
Mẹ em về quê sống với bà ngoại em rồi anh ạ. Bạn em là ai vậy? Bạn em là Hòa Phong, giám đốc mới của tập đoàn Hòa Phát ạ. Hả? Hưng hơi bất ngờ khi biết Bình An chính là cô gái mà Hòa Phong đã nói với ông Phát tối hôm qua. À ừ, em và Hòa Phong đang yêu nhau à? Cũng không hẳn ạ, bọn em đang tìm hiểu anh ạ. Với lại bây giờ anh Hưng đã có vợ rồi, thì em cũng phải kiếm bạn trai mới chứ ạ. Anh không muốn em được hạnh phúc à? Anh luôn muốn em được hạnh phúc mà. Bình An liền ôn lại những kỷ niệm của cô và Hưng ngày xưa. Cô muốn Hưng thấy áy náy day dứt lương tâm. Bình An giả vờ nói giọng đầy tiếc nuối. Nếu hôm đó em không bị rơi xuống biển, thì có lẽ bây giờ em và anh Hưng đang hạnh phúc bên nhau rồi, anh Hưng nhỉ? Ông trời bất công với em quá mà. Nhưng thôi không sao, chỉ cần thấy anh Hưng hạnh phúc là em vui rồi ạ. Anh hãy hứa với em là anh phải sống thật hạnh phúc nhé. Em luôn cầu chúc cho anh Hưng ạ. Bình An, anh cảm ơn em nhé. Cảm ơn em nhiều lắm. Em cũng phải thật hạnh phúc nhé. Bình An lại tiếp tục diễn vai thiên thần trong mắt Hưng. Anh nhớ phải sống thật hạnh phúc đấy. Nếu em thấy chị Linh đối xử với anh không tốt, thì em sẽ cướp anh về với em đấy. Lúc đó em không ngần ngại gì đâu nha. Ngô Ngọc Hưng nghe Bình An nói vậy, thì anh ta tưởng thật, cảm xúc yêu thương ngày xưa cứ ùa về, khiến anh ta xúc động rơi nước mắt. Anh ta làm bao nhiêu việc ác với Bình An, nhưng sau tất cả Bình An vẫn luôn yêu thương anh như ngày xưa. Hưng nhìn bụng Bình An và hỏi, thế đứa bé không còn đúng không? Bình An liền nói giọng buồn bã, em xin lỗi anh nhé, do em bị va đập mạnh nên em bị sảy thai rồi ạ. Em xin lỗi vì đã không giữ được đứa bé anh ạ. Không, em không cần phải xin lỗi anh đâu. Em không có lỗi gì với anh mà. Dạ. Bình An giả vờ nắm tay Hưng. Cô cảm nhận Hưng đang run run. Anh ta đang lo sợ điều gì vậy chứ? Bình An liền nở một nụ cười để mê hoặc Hưng. Với nụ cười xinh đẹp cộng với ánh mắt đưa tình của Bình An, khiến Hưng một lần nữa thấy rung động. Anh đã từng yêu Bình An 3 năm. Hai người đã ở bên nhau suốt một thời gian dài, nên Hưng vẫn chưa quên được cô. Anh tham tiền nên anh cưới Kiều Linh. Anh đánh đổi tất cả để làm con rể của ông chủ tập đoàn Hòa Phát. Tất cả cũng chỉ vì một chữ tiền. Nhưng trong lòng anh vẫn chưa thể quên được Bình An. Đó là sự thật. Hưng trở về phòng làm việc. Anh ta sung sướng cười một mình. Bình An đẹp thật. Cô ấy còn xinh đẹp hơn ngày xưa rất nhiều. Và đặc biệt cô ấy không hề biết mình đã hại cô ấy ở bờ biển hôm đó. Cô ấy vẫn yêu thương mình như ngày xưa. Hưng thở phào nhẹ nhõm. Từ nay về sau anh không phải áy náy day dứt nữa rồi. Anh không nghĩ mình lại may mắn như vậy. Đúng là ông trời đang giúp anh mà. Nhờ có Hòa Phong chống lưng nên Bình An được vào công ty làm trưởng phòng kinh doanh. Và phòng làm việc của Bình An lại rất gần phòng làm việc của Hưng. Kiều Linh đợt này đang mang thai nên cô ta ít tới công ty. Nhưng Kiều Linh tính hay ghen tuông nghi ngờ nên cô ta nhờ một chị nhân viên trong công ty giúp cô ta để mắt tới chồng mình trong thời gian cô ta ở nhà dưỡng thai. Kiều Linh đang ngồi ăn trái cây ở nhà thì cô ta có điện thoại gọi tới. Alo, chị Linh à, em có chuyện muốn báo với chị ạ. Chuyện gì, nói luôn đi. Dạ, mấy hôm nay em thấy sếp Hưng hay đi ăn trưa với một cô gái rất xinh đẹp ạ. Kiều Linh nghiến răng hỏi. Cô ta là ai? Dạ đó là Bình An, trưởng phòng kinh doanh mới chị ạ. Bình An, sao cái tên nghe quen quá vậy? Em có hình ảnh đây, để em gửi cho chị nha. Không cần gửi, giờ tôi sẽ tới đó ngay. Vâng, vậy chị tới đây rồi chúng ta nói chuyện tiếp ạ. Kiều Linh tắt máy rồi cô nhanh chóng lái xe tới công ty. Cả đoạn đường đi cô nghĩ tới cô gái tên Bình An kia. Bình An nào nhỉ? Không lẽ là Bình An bạn gái cũ của anh Hưng? Không thể nào, cô ta chết mấy tháng trước rồi mà. Nếu đúng là cô ta chắc mình phát điên mất. Kiều Linh đi thẳng vào công ty. Chị Linh lại đây em bảo ạ. Cô ta đâu rồi? Tôi muốn gặp cô ta. Chị ấy và sếp Hưng đang bàn công việc ở trong phòng của anh Hưng đó chị. Nghe tới đó thôi là Kiều Linh như phát rồ phát dại lên rồi. Cô ta xông thẳng vào phòng làm việc của Hưng. Anh Hưng. Hưng và Bình An đang ngồi bàn bạc công chuyện. Hưng liền bảo. Có chuyện gì không? Anh đang bận chút.
Kiều Linh nhìn Bình An, do Bình An đã thay đổi diện mạo nên Kiều Linh không nhận ra. Cô là... Bình An hận thù sục sôi trong lòng, nhưng cô vẫn giả vờ như không có chuyện gì. Chào chị, tôi là Bình An đây. Bình An à, không lẽ cô chính là bạn gái cũ của anh hả? Vâng, chính là tôi đây ạ. Không đúng, mặt cô khác mà, với lại Bình An đã chết khi rơi xuống biển rồi mà. Vâng, em bị trượt chân và rơi xuống biển, nhưng em vẫn sống nha chị. Mặt em khác là do lúc đó em bị thương nặng quá, khuôn mặt bị méo mó nên em đã phẫu thuật thẩm mỹ và có khuôn mặt mới như thế này ạ. Cô, đúng là cô thật. Thế tại sao cô lại ở đây hả? Cô làm gì ở đây hả? Hiện tại em làm trưởng phòng kinh doanh ạ. Em và anh Hưng đang bàn bạc công việc thôi chị ạ. Chị đừng hiểu lầm, tội nghiệp anh Hưng nhé chị. Cô muốn gì hả? Cô vào đây làm việc có mục đích gì? Hay là cô muốn cướp anh Hưng của tôi? Kìa chị, em đã nói chuyện rõ ràng với anh Hưng rồi ạ. Bây giờ em chỉ coi anh ấy là một người anh thôi ạ. Em không có ý gì đâu chị. Chị đừng hiểu lầm em nha chị. Kiều Linh đương nhiên là cô ta không tin lời Bình An nói rồi. Có người phụ nữ nào có thể bình thường được khi thấy chồng mình làm việc riêng trong phòng với bạn gái cũ được đâu. Cô ta đang nghi ngờ Bình An quay lại đây làm việc là để cướp chồng của cô ta. Cô ta tức lồng lộn lên. Cô im đi, cô đừng có diễn trò nữa. Cô muốn cướp chồng của tôi đúng không? Nhìn ánh mắt cô nhìn anh Hưng là tôi đủ biết cô muốn cướp chồng tôi mà. Tôi cảnh cáo cô mau dọn đồ và cút khỏi công ty của tôi ngay. Nếu không cô đừng trách tôi ác. Bình An thấy Kiều Linh tức điên lên thì cô thấy vui lắm. Cô đã mong tới ngày này lâu lắm rồi. Kiều Linh càng tức điên lên thì cô càng thấy vui. Ngoài mặt cô vẫn giả vờ mình ngây thơ không biết gì cả. Chị Linh à, chị bình tĩnh nghe em nói nha chị. Em tới đây làm việc, chị em không hề có ý gì với anh Hưng cả. Bây giờ anh Hưng đã là chồng của chị rồi. Sao em có thể cướp chồng của chị được chứ? Chị đừng hiểu lầm em mà chị. Cô mau cút đi, cút đi. Hưng lúc này mới tức giận quát Linh. Kiều Linh, em có thôi đi không hả? Em ghen tuông vớ vẩn vừa thôi chứ. Anh và Bình An đang làm việc mà. Làm việc cái gì chứ? Anh đang muốn qua lại với bạn gái cũ của anh mà. Sao anh không dám thừa nhận hả? Anh không có gì phải thừa nhận với em hết. Em mau về nhà đi, đừng ở đây mà gây chuyện nữa. Bình An thấy Hưng và Kiều Linh cãi nhau to nên cô đứng dậy và đi ra ngoài. Bình An ra ngoài, cô nhếch mép cười. Hai người cứ cãi nhau đi, chửi nhau đi, đánh nhau đi. Tôi thấy vừa lòng lắm. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi nhé. Thời gian còn dài lắm. Hai người cứ từ từ mà cảm nhận đi. Tôi sẽ trả lại cho hai người tất cả những đau đớn mà tôi đã trải qua. Bình An nở một nụ cười mãn nguyện. Rồi cô đi về phòng làm việc. Ở trong phòng, Hưng và Kiều Linh đang cãi nhau to. Kiều Linh gào khóc ầm ĩ. Cô ta lao vào tát Hưng liên tiếp, khiến Hưng tức giận. Anh giơ tay tát lại Kiều Linh một phát mạnh, khiến Kiều Linh sốc ngang. Anh dám đánh em sao? Em xem lại bản thân mình đi, xem em đã cư xử đúng hay không. Á, anh dám đánh em sao? Anh muốn chết đúng không? Anh có tin là em tống cổ anh cút khỏi công ty này không hả? Em nói cho anh biết, nếu không có em thì anh không có ngày hôm nay đâu. Anh chỉ là một con chó chu rúc gầm trạn thôi, anh hiểu chưa hả? Hưng giận tím mặt lại. Từ ngày anh lấy Kiều Linh, anh luôn bị mẹ vợ khinh thường, mỉa mai, xúc phạm. Giờ lại đến vợ anh khinh thường anh nữa. Anh đã cố gắng làm việc hết sức lực rồi. Anh cống hiến hết sức có thể rồi, mà vợ anh vẫn không tôn trọng anh như vậy. Anh thất vọng lắm. Anh nghĩ lại, anh thấy mình đánh đổi quá nhiều thứ. Nhưng anh nhận lại là những lời sỉ nhục khinh rẻ từ vợ và mẹ vợ. Anh thấy có chút tiếc nuối về những chuyện anh đã trải qua. Kiều Linh cứ gào khóc ầm ĩ. Cô đập bàn đập ghế và đập luôn cả máy tính của Hưng. Đồ khốn, sao anh dám tát tôi hả? Hôm nay tôi sống chết với anh. Đủ rồi, em làm loạn thế đủ rồi. Giờ thì về nhà đi. Anh mà chưa tống cổ cô ta đi thì em còn làm loạn nữa. Mau tống cổ cô ta đi mau. Bình An sắp là chị dâu của em rồi đó, em bớt điên khùng đi. Anh nói cái quái gì hả Hưng? Anh nói Bình An chính là bạn gái của Hòa Phong, em nghe rõ chưa hả? Kiều Linh lúc này mới im mồm lại, cô không gào lên nữa. Cô ta là bạn gái của Hòa Phong thật sao? Đúng là vậy đấy. Trái đất tròn thật, mới chỉ mấy tháng trước em và cô ta còn tranh giành anh.
Thế mà bây giờ cô ta đã sắp làm chị dâu của em rồi. Đúng là khó tin mà. Bây giờ thì em về nhà đi, đừng có làm loạn nữa. Dù là vậy nhưng em vẫn không thích anh ở gần cô ta. Từ bây giờ trở đi anh không được phép ở gần cô ta, anh nghe rõ chưa? Làm việc cùng nhau thì phải gần nhau chứ. Em đừng làm khó anh nữa. Anh bận bao nhiêu việc, em cứ đi nói mấy chuyện không đâu. Em không thấy mệt mỏi à? Thì em ghen. Em yêu anh, em sợ cô ta cướp anh của em đó. Không có chuyện đó đâu, giờ em về nhà được chưa? Em muốn anh về với em. Anh đang bận nhiều việc mà, em tự về đi. Sau khi lấy được lòng tin của Hưng, thì Bình An lại tiếp tục ra đòn thứ hai để trả thù Hưng, người đàn ông bội bạc nhất mà cô từng yêu. Vì làm việc cùng với nhau nên Bình An có rất nhiều cơ hội nói chuyện với Hưng. Trước mặt Hưng thì Bình An luôn là cô gái ngoan ngoãn nghe lời Hưng. Buổi sáng tới công ty, Bình An pha cà phê rồi mang vào phòng mời Hưng. Anh Hưng uống cà phê đi ạ. Cảm ơn em nhé, Bình An. Dạ không có gì đâu ạ, tại em vẫn chưa thể quên. Câu nói thả thính đầy ẩn ý của Bình An khiến Hưng xa lưới. Anh ta ngập ngừng hỏi. Em chưa quên gì thế? Thì tại ngày trước em vẫn hay pha cà phê cho anh uống mà. Thói quen cũ em chưa bỏ được ạ. Thôi em về phòng làm việc đây. Anh uống cà phê ngon miệng nha. Ừ em. Bình An vừa đi khỏi phòng, Hưng cầm cốc cà phê lên, anh nhớ lại chuyện cũ. Phải rồi, ngày trước cô ấy vẫn hay pha cà phê cho mình uống. Bây giờ cô ấy lại tiếp tục pha cà phê cho mình uống. Có phải cô ấy vẫn chưa quên được mình đúng không? Mình cũng vậy, mình vẫn chưa thể quên được cô ấy. Hưng uống cà phê rồi anh mỉm cười. Cà phê ngon quá. Hưng đang thưởng thức cà phê thì Kiều Linh đi vào. Này anh lại uống cà phê à? Hưng đang uống cà phê và tương tư Bình An thì Kiều Linh xuất hiện, anh thở dài phiền muộn. Kiều Linh, em đang có thai, em không ở nhà nghỉ ngơi. Em tới đây làm gì? Em tới đây làm việc, ở nhà nhiều em chán rồi. Công việc đã có anh lo liệu rồi. Em tới đây rồi lại kêu mệt nhé. Tốt nhất là em về nhà nghỉ ngơi đi. Kiều Linh thấy chồng cứ đuổi khéo cô về, cô bực quá gắt lên. Em không về, sao anh cứ đuổi em về thế hả? Hay là anh đuổi em về để anh hú hí với con danh đó hả? Kiều Linh, em nói mà không biết suy nghĩ hả? Em nói không đúng sao, anh vẫn chưa quên được cô ta mà. Giờ gặp lại cô ta chắc anh vui lắm đúng không? Thôi đủ rồi đấy. Dạo này anh lạnh nhạt với em lắm. Anh đi sớm về muộn, anh ở công ty nhiều hơn ở nhà. Vì ở đây có cô ta đúng không? Trời đất ơi, anh bận bao nhiêu là việc. Em không hiểu cho anh lại còn ghen tuông vô cớ, rồi nói những lời khó nghe. Anh không hiểu đầu óc em bị vấn đề gì nữa. Thôi em đi về đi, anh không muốn cãi nhau với em nữa đâu. Ngày nào cũng cãi nhau, anh mệt lắm rồi. Ngày nào cô ta còn làm ở đây thì còn lắm chuyện. Em sẽ bảo bố sa thải cô ta, để xem anh và cô ta còn hú hí với nhau được nữa không. Em vô lý vừa thôi, Bình An có làm gì sai đâu chứ. Cô ta sai vì cô ta là bạn gái cũ của anh đó anh Hưng ạ. Anh không cho phép em đi nói với bố đâu. Tốt nhất là em đừng cố tình phá Bình An, nếu không em sẽ biết tay anh đấy. Kiều Linh trợn trừng mắt giận dữ. Anh đang đe dọa vợ anh đấy. Anh đang bênh bạn gái cũ của anh đúng không? Anh làm em bất ngờ đấy Hưng ạ. Em nhắc lại để anh nhớ, nếu anh còn bênh cô ta thì em sẽ tống anh ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng đấy. Anh nghe rõ những lời em vừa nói đi. Em có thể cho anh tất cả, nhưng em cũng có thể lấy hết mọi thứ từ tay anh. Nếu anh không nghe lời em thì anh sẽ phải trả giá đắt đấy. Hưng giận dữ nắm chặt tay lại. Em cho anh được cái gì hả? Anh làm việc cống hiến cho bố em mấy năm liền. Anh vươn lên bằng thực lực của anh mà. Em chưa cho anh được cái gì thì đừng có lên mặt dạy đời anh. Ngoài cái mắt con gái chủ tịch ra thì em chẳng có một thứ gì cả, em hiểu không? Kiều Linh giận dữ giơ tay tát Hưng thì bị Hưng túm lấy tay, anh trừng mắt nhìn Linh. Bỏ ngay cái tính cắn cản của em đi, Kiều Linh. Anh dám ra oai với tôi sao? Anh cũng chỉ là cái thằng đi ở rể thôi. Anh đang sống dựa dẫm vào gia đình tôi đấy. Anh có khác gì con chó đâu, mà anh ra oai cái gì hả? Tôi đi làm, tôi cũng có tiền, tôi tự lo cho mình được. Chính cô là người bắt tôi phải ở rể mà. Sao cô nhanh quên quá vậy? Cô nói tôi là chó, thì cô đang ở với chó đấy. Người mà ở với chó rồi lấy chó, thì cô cũng chỉ là một con chó cái thôi. Anh chưa xong với tôi đâu, thằng chồng khốn nạn. Cô nghĩ cô làm gì được tôi thì cô làm luôn đi. Tôi không sợ cô đâu. Kiều Linh tức muốn phát rồ phát dại luôn rồi.
Cô chưa bao giờ nghĩ Hưng lại dám cãi cô như thế. Hưng và Kiều Linh hầu như ngày nào cũng cãi chửi nhau. Từ lúc Bình An xuất hiện, Hưng và Kiều Linh cứ lục đục mãi. Kiều Linh cứ ghen tuông vô cớ. Rồi ghen quá cô ta hóa rổ luôn. Nên cô ta kiếm chuyện gây gổ với Hưng, khiến Hưng vô cùng mệt mỏi. Vừa tan làm, Hưng vừa đi ra bãi đậu xe vừa gọi điện cho bạn. Tuấn à, đi uống rượu với tao đi. Này tao muốn uống, vẫn quán cũ nhé. Những lời Hưng nói với bạn, Bình An đã nghe thấy hết. Và quán mà Hưng nói tới chính là quán mà ngày trước cô và anh vẫn hay đi cùng hội bạn. Bình An mỉm cười. Sắp có trò hay, để xem rồi. Hòa Phong đi làm về, anh không thấy Bình An ở nhà nên anh gọi điện. Bình An thì đang bận săn mồi nên cô không bắt máy. Hòa Phong gọi mấy cuộc không được, anh bắt đầu lo lắng và đi tìm Bình An khắp nơi. Ở ba rượu nổi tiếng giữa trung tâm thành phố, tiếng nhạc rung lắc cực mạnh, Hưng và Tuấn đang ngồi uống rượu ở trên tầng 2. Hưng, mày sao thế? Cũng không sao, tao hơi chán chút thôi. Con rể của tập đoàn Hòa Phát mà cũng biết chán sao? Thế mới chán đó mày. Chán như thế nào? Mày nói tao nghe xem nào. Mày làm sao hiểu được cái cảm giác bị vợ và mẹ vợ khinh thường. Vợ tao sỉ nhục tao, còn nói tao là chó chui gầm trạn đó. Nếu là mày thì mày nghĩ sao hả? Thì ly hôn thôi. Sống với người không tôn trọng mình như thế thì sao mà sống nổi chứ? Hưng thở dài rồi nói. Tao đánh đổi bao nhiêu thứ để cưới cô ta. Cuối cùng thì thứ tao nhận được là sự sỉ nhục của gia đình vợ. Tao thấy ân hận rồi, mày ạ. Mày đánh đổi những gì thế hả Hưng? Tao đánh đổi sức khỏe, đánh đổi người con gái tao yêu. Tao đánh đổi cả đứa con chưa kịp chào đời của tao để lấy một người vợ khốn nạn như Kiều Linh. Ông trời đang trừng phạt tao đó. Mày đang nói linh tinh gì vậy hả? Tao nghe không hiểu gì luôn. Mày không hiểu được đâu Tuấn à. Nào, uống đi. Tao muốn uống say để quên hết những chuyện buồn đi. Cạn ly. Hưng và Tuấn uống rượu tới khi cả hai đã ngà ngà say rồi. Hưng ơi, tao không uống nổi nữa rồi, mày còn uống được nữa hả? Tao vẫn uống tiếp được, mày quá kém. Tao hết nổi rồi, mày uống một mình đi, tao đi vệ sinh đây. Ừ, đi đi. Hưng ngồi uống rượu một mình, thì Bình An xuất hiện. Cô mặc chiếc váy đỏ gợi cảm đi tới bên Hưng như một sự tình cờ. Anh Hưng à? Bình An, là em sao? Anh tới đây uống rượu với bạn à? Ừ, thế còn em tới đây với ai vậy? Em có hẹn với bạn em, nhưng em chờ mãi không thấy bạn em tới. Em bị cho leo cây rồi anh à. Vậy hả? Thế em ngồi đây uống với anh vài ly được không? Dạ, thế cũng được ạ. Bình An ngồi sát lại gần Hưng. Cô nhìn Hưng với ánh mắt thật tình cảm yêu thương, như thuở hai người còn yêu nhau. Anh à, anh đừng uống nữa nhé. Em thấy anh uống say rồi đó ạ. Anh chưa say đâu. Nào, chúng ta cạn ly nhé. Dạ anh. Tuấn đi ra thấy Bình An đang ngồi cạnh Hưng thì Tuấn ngạc nhiên hỏi. Bình An, có phải Bình An không đó? Dạ là em đây, lâu rồi không gặp anh Tuấn. Anh vẫn khỏe chứ ạ? Anh vẫn khỏe, Bình An. Em mất tích đi đâu mấy tháng trời thế hả? Dạ em có chút việc riêng anh ạ. Phải công nhận Bình An ngày càng xinh đẹp đó. Vẻ đẹp này quá đỉnh, khác hẳn với Bình An của ngày xưa rồi em à. Anh Tuấn vừa nhìn đã nhận ra em rồi, anh Tuấn giỏi thật đấy. Đương nhiên là anh nhận ra rồi, ngày trước em vẫn hay tới đây cùng Hưng và em ngồi cạnh Hưng y như thế này luôn, nên vừa nhìn là anh nhận ra luôn mà. Rồi Tuấn quay ra bảo Hưng. Hưng à, cậu có công nhận là Bình An ngày càng xinh đẹp đúng không? Ừ, Bình An rất đẹp. Thế Bình An cho anh gửi thằng Hưng ở đây nhé, anh phải về đây, bạn gái anh gọi rồi. Dạ vâng, anh cứ về đi, để em chăm sóc anh Hưng ạ. Tuấn vỗ vai Hưng và nói nhỏ. Sướng nhất cậu nhé. Vừa có vợ đẹp, lại có thêm bổ sinh như thiên thần thế này. Cậu đúng là có số hưởng mà. Tuấn về trước, Hưng say rượu và ngả vào vai Bình An. Bình An mỉm cười. Con mồi đã sa vào lưới. Đã 12 giờ đêm nhưng Hưng chưa về nhà. Kiều Linh tức điên lên. Cô gọi cho Hưng cả trăm cuộc nhưng Hưng không nghe máy. Vì Bình An đã tắt chuông điện thoại của Hưng rồi, nên Kiều Linh có gọi cháy máy thì Hưng cũng không biết. Bình An đỡ Hưng ra xe ô tô của mình. Cô vẫn giả vờ tử tế với Hưng. Cô quan tâm hỏi han Hưng. Anh Hưng à, anh say rồi, để em đưa anh về nha. Địa chỉ nhà anh ở đâu ạ? Anh ở nhà riêng hay ở với ông chủ tịch ạ? Hưng lắc đầu nói giọng say lè nhè.
Anh không muốn về căn nhà đó đâu. Anh thật sự không muốn về đó đâu. Sao vậy à? Chiếc điện thoại trong túi Hưng rơi ra ngoài. Bình An cầm lên cho Hưng thì đúng lúc Kiều Linh gọi tới. Bình An liền ấn nút nghe nhưng cô không đưa điện thoại cho Hưng mà cô để điện thoại xuống ghế. Cô cố tình ấn nghe máy để Kiều Linh nghe thấy những lời Hưng đang nói với cô. Anh Hưng, anh nói đi. Tại sao anh lại không muốn về nhà? Vợ anh đang ở nhà chờ anh mà. Anh không muốn về đó đâu. Kiều Linh cô ta là con quỷ chứ không phải con người em à. Anh căm ghét cô ta. Anh căm ghét mẹ cô ta. Anh căm ghét cả gia đình nhà cô ta, em ạ. À. Bình An còn cố tình khơi chuyện để Hưng nói hết ra. Và đương nhiên là ở đầu máy bên kia, Kiều Linh đã nghe thấy hết những lời Hưng và Bình An vừa nói. Bình An đặt tay lên đùi Hưng, cô dùng ánh mắt của mình để mê hoặc Hưng. Hưng say rượu và anh vẫn chưa quên được Bình An. Nên thấy Bình An câu dẫn trước, nên Hưng không kìm lòng được, anh ta vội nói. Bình An à, anh nhớ em nhiều lắm. Kìa anh, sao anh lại nói vậy? Bây giờ anh là chồng của chị Linh rồi đó. Anh nói vậy anh không sợ chị Linh buồn hả? Anh lấy cô ta vì anh quá tham vọng thôi. Chứ anh không hề yêu cô ta em à. Người anh yêu là em, Bình An. Bình An, anh yêu em. Anh Hưng à, em biết là anh còn yêu em. Nhưng bây giờ anh đã là chồng người ta rồi. Anh hãy quên em đi nhé. Không, anh không thể quên em được. Cả đời này anh sẽ không quên em đâu, Bình An à. Anh đừng nói vậy mà, chị Linh biết sẽ buồn lắm đó. Vậy thì chúng ta cứ âm thầm ở bên nhau em nhé. Bình An gật đầu rồi cô ta ấn tắt điện thoại. Kiều Linh đã nghe hết những lời Hưng vừa nói với Bình An. Cô ta gào khóc như điên như dại. Thằng chó chết, tao mà tìm được mày thì mày chết với tao. Kiều Linh gọi lại cho Hưng nhưng Hưng không nghe máy. Cô ta tức lồng lên rồi cô ta lái xe lao ra khỏi nhà. Cô ta lái xe đi tìm Hưng nhưng biết ở đâu mà tìm bây giờ. Bình An lái xe đưa Hưng về biệt thự của ông chủ tịch. Bình An muốn nhân cơ hội này để chọc điên Kiều Linh và bà Hà luôn. Bình An vừa đỡ Hưng vào biệt thự thì Kiều Linh lái xe về tới. Cô ta đi tìm Hưng một vòng nhưng không thấy. Cô ta vừa quay về nhà thì đập vào mắt cô ta là cảnh tượng Bình An đỡ Hưng. Hưng say rượu và gục mặt vào vai Bình An, miệng liên tục lại nhải. Bình An à, anh nhớ em lắm. Anh nhớ em nhiều lắm. Bà Hà ở trên lầu đi xuống, còn Kiều Linh ở bên ngoài chạy sộc vào. Cả hai mẹ con bà ta đều nghe thấy những lời Hưng vừa nói. Kiều Linh lao lại đỡ lấy Hưng từ tay Bình An. Hưng, sao anh dám, đổ khốn này nữa. Bình An nhẹ nhàng nói. Cháu chào bác, em chào chị ạ. Anh Hưng say quá, nên cháu đưa anh ấy về ạ. Cháu xin phép ạ. Kiều Linh để Hưng nằm xuống ghế rồi cô nghiến răng nói. Bình An, sao cô dám ve vãn chồng tôi hả? Em không có ve vãn chồng chị. Chị ăn nói cho cẩn thận đi. Bà Hà liền bênh con gái và chửi Bình An. Cô là ai? Tại sao cô lại đi uống rượu với thằng Hưng hả? Cô biết thằng Hưng có vợ rồi mà cô vẫn còn ve vãn nó là sao hả? Này bác, cháu và anh Hưng chỉ tình cờ gặp lại nhau ở quán rượu thôi bác. Bác đừng đặt điều cho cháu như vậy chứ. Cô nghĩ cô qua mặt được tôi sao? Cô còn non và xanh lắm. Tôi cảnh cáo cô nếu còn ve vãn thằng Hưng lần nữa thì cô đừng có trách tôi ác. Cháu hiểu rồi. Bác lại tìm cách hại cháu. Giống như 26 năm trước. Bác hãm hại bác Ngọc Hương chứ gì. Bà Hà nghe Bình An nói vậy thì bà ta tái mặt lại. Bà ta cứng họng không nói được câu gì nữa. Bình An chép miệng rồi nói thẳng vào mặt bà Hà. Anh Hưng nói anh ấy chán ghét bác lắm rồi. Anh ấy chán cả gia đình bác rồi bác à. Nếu chị Linh không giữ cẩn thận là anh Hưng đi mất thật đấy bác ạ. Bình An nhìn Kiều Linh rồi nói với giọng thách thức. Em nói đúng không chị Linh? Kiều Linh điên máu, cô ta lao vào định đánh Bình An thì Bình An túm tóc và tát cho hai phát thật mạnh vào mặt. Kiều Linh cứ lồng lên, Bình An liền tháo guốc nhọn ra, cô đập thẳng vào đầu Kiều Linh khiến Kiều Linh choáng váng và cô ta lăn đùng ra sàn nhà. Bà Hà chạy ra đỡ con gái, bà gào ầm ĩ lên. Bình An phủi tay rồi đi thẳng. Bình An lái xe về tới cổng thì cô thấy Hòa Phong đang ngồi đợi cô. Bình An, em đi đâu mà anh gọi em không được vậy hả? Em có biết là anh lo cho em lắm không hả? À, em có chút việc riêng. Điện thoại em để trong xe ô tô nên em không biết anh gọi ạ. Em đi gặp Hưng đúng không? Bình An khẽ gật đầu. Vâng, em đang bắt anh ta phải trả giá vì những việc anh ta đã gây ra cho em lúc trước. Hòa Phong liền ôm Bình An vào lòng và nói.
Bình An à, em đừng như vậy nữa mà. Anh sẽ bù đắp cho tất cả mọi thứ. Em đừng ôm hận thù trong lòng nữa. Em sẽ thấy mệt mỏi đó, Bình An à. Em xóa bỏ mọi hận thù đi, rồi hai chúng ta sống thật hạnh phúc bên nhau có được không? Không được, em sẽ bắt anh ta trả giá. Em muốn nhìn thấy anh ta mất hết tất cả mọi thứ. Anh ta hy sinh em và hy sinh đứa con trong bụng của em để anh ta được làm con rể của ông chủ tịch. Anh ta tham vọng, anh ta muốn có tất cả mọi thứ. Mà anh ta bất chấp tất cả, em sẽ khiến anh ta phải trả giá đắt cho những việc mà anh ta gây ra cho em và con em. Bình An à, em đừng ôm hận thù nữa có được không? Anh sẽ bù đắp cho em tất cả. Chúng ta kết hôn rồi sinh con. Anh sẽ yêu thương em cả cuộc đời này. Chỉ cần em buông bỏ những hận thù, anh sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc bình an mãi mãi, em à. Em biết là anh muốn tốt cho em. Em biết ơn điều đó. Nhưng mà em sẽ không thể hạnh phúc được anh ạ. Chỉ có khi em nhìn thấy anh ta bị trả giá, thì em mới có thể vui vẻ hạnh phúc được. Vậy nên anh đừng nói gì nữa nhé. Bình An đi vào phòng, Hòa Phong vẫn kiên nhẫn đi theo sau. Bình An à, cứ ôm hận thù sẽ khiến em mệt mỏi đó. Anh lo cho em nhiều lắm đó. Hòa Phong, anh chờ em thêm một thời gian nữa nhé. Chờ em giải quyết xong chuyện của em, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi anh nhé. Hòa Phong đang định nói tiếp thì Bình An đã hôn Hòa Phong và không để Hòa Phong nói gì nữa. Cô hôn anh cuồng nhiệt và đẩy anh xuống giường. Cô dùng tình yêu của mình để xoa dịu những lo lắng bất an trong lòng Hòa Phong. Kiều Linh, cô ta phát rồ lên, rồi cô ta bê chậu nước và đổ thẳng vào mặt Hưng. Hưng giật mình tỉnh giấc, anh ta nhăn nhó nói. Kiều Linh, em đang làm cái trò gì thế hả? Tôi mới là người hỏi anh câu đó, anh là thằng chồng khốn nạn. Anh đã làm gì sai chứ? Anh đi uống rượu với con Bình An tới gần 1 giờ sáng. Sao anh có thể làm vậy với tôi? Hưng lúc này anh ta mới tỉnh rượu, anh ta đứng dậy và đi thay quần áo. Kiều Linh chạy theo thì anh chốt cửa nhà tắm lại. Anh mở cửa ra, mở cửa ra nói rõ ràng với tôi đi. Anh không còn gì để nói với em nữa. Mở cửa ra là anh làm sai với tôi, nhưng anh không biết mình sai, anh còn thái độ với tôi là sao hả? Hưng thay quần áo xong, anh đi ra ngoài nằm ở ghế sofa, mặc cho Kiều Linh gào khóc chửi mắng ầm ĩ cả nhà lên. Sáng ngày hôm sau, Kiều Linh mệt vì cả đêm gào khóc nên cô không xuống ăn sáng. Hưng cũng không ăn sáng. Anh đang định đi làm thì bà Hà gọi lại. Hưng, cậu nói chuyện với tôi một lát đi. Có chuyện gì vậy mẹ? Cậu còn mở mồm ra gọi tôi là mẹ được sao? Hôm qua cậu đã làm những gì sau lưng con gái tôi hả? Con chỉ đi uống rượu với bạn con thôi mà. Con có làm gì đâu chứ? Cậu đi uống rượu với bạn gái cũ mà cậu không làm gì sao? Cậu không biết suy nghĩ à? Vợ cậu đang mang thai. Mà cậu đã làm vậy rồi, thử hỏi sau này cậu còn làm những gì nữa hả? Hưng thở dài rồi nói. Tất cả vì Kiều Linh không tôn trọng con. Cô ấy lúc nào cũng khinh thường con nên con hơi chán. Con mới đi uống rượu với bạn. Con chưa làm gì có lỗi với vợ con cả nên mẹ đừng nói con như vậy. Cậu chưa làm gì sai, nhưng cậu chỉ nói cậu nhớ bạn gái cũ trước mặt vợ cậu thôi. Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu không chấm dứt với cô gái đó thì cậu sẽ biết tài tôi đấy. Mẹ giống tính vợ con thật. Lúc nào cũng đe dọa khinh thường con như vậy. Tôi nói luôn đúng, chứ tôi đâu có nói sai cho cậu đâu. Lấy được con gái tôi, đó là phúc ba đời của cậu. Thế mà cậu ăn no rừng mỡ rồi làm càn hả? Con làm việc cống hiến cho công ty mấy năm rồi. Con tự lo cho bản thân một cuộc sống tốt mà. Mẹ đừng nói con như vậy chứ. Cậu thì làm được cái gì? Nếu không có con gái tôi thì cậu sẽ không bao giờ có được những thứ này đâu. Đã không biết điều còn trở mặt nữa, đúng là vô phúc mà. Hưng giận tím mặt. Anh đã nghe bà Hà xúc phạm mình nhiều rồi, nhưng anh không thể làm quen nổi. Anh thực sự rất bất mãn, ngay lập tức anh nghĩ tới chuyện ly hôn với Kiều Linh. Anh chán ghét cái cuộc sống giàu sang, nhưng bị nhà vợ khinh rẻ như thế này lắm rồi. Anh là đàn ông, anh có lòng tự trọng của anh. Cứ như thế này anh sợ mình không sống nổi mất. Ông Phát ở trên tầng đi xuống, thấy vợ và con rể đang nói nhau, ông liền hỏi. Có chuyện gì thế? Bà Hà liền nói luôn. Ông lại đây mà xem, con rể quý hóa của ông đang cãi lại tôi đây này. Rốt cuộc là có chuyện gì? Đêm qua con rể của ông đi uống rượu với bạn gái cũ, tới 1 giờ đêm mới về. Đã vậy chính bạn gái cũ của cậu ta đưa cậu ta về đây nữa đấy. Ông thấy như vậy có được không? Bà lên phòng đi, để tôi nói chuyện với con rể. Ông Phát và Hưng ngồi uống trà và nói chuyện.
Bố không biết là giữa con và Kiều Linh đã xảy ra chuyện gì, nhưng việc con đi uống rượu với bạn gái cũ là sai. Lần này bố sẽ cho qua, nhưng lần sau mà con còn tái phạm sai lầm thì bố sẽ xử lý mạnh tay đấy. Con hiểu ý bố nói chứ? Hưng thở dài rồi nói, con biết rồi. Nói xong Hưng đứng dậy và đi làm. Anh còn không thèm nói lời xin lỗi nữa. Có lẽ thời gian vừa qua anh đã chịu đựng quá nhiều rồi. Giờ chuyện gì xảy ra thì anh cũng không quan tâm nữa. Hưng tới công ty và gặp Bình An ở thang máy. Anh Hưng, sao trông anh mệt mỏi thế ạ? Hưng buồn quá, anh liền gục mặt vào vai Bình An. Bình An à, anh mệt mỏi quá. Em cho anh dựa một chút nhé. Vâng ạ. Bình An còn nhẹ nhàng động viên Hưng. Cố gắng anh nhé, em tin anh đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả ạ. Cuối cùng chỉ có em là tin anh thôi. Cảm ơn em nhé. Lúc đó thang máy mở ra, Hòa Phong ở bên ngoài đã nhìn thấy cảnh tượng Hưng gục đầu vào vai Bình An. Anh liền kéo Bình An về phòng làm việc của mình. Bình An, em và anh ta đang làm cái trò gì thế hả? Em có làm gì đâu ạ. Em không làm gì, mà em để anh ta dựa vào vai em thế à? À, thì ra là anh đang ghen. Tại sao em lại làm thế? Hưng có vợ rồi mà. Em chỉ đang diễn một vai diễn hoàn hảo thôi, chứ em đâu có ngu ngốc mà để anh ta lợi dụng đâu. Đó chỉ là cái bẫy em răng ra để anh ta phải trả giá thôi mà. Hòa Phong, em nói với anh rồi, anh chờ em thêm một thời gian nữa thôi. Em sẽ khiến anh ta mất hết tất cả. Trả thù xong em sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh. Lúc đó em sẽ nghỉ việc ở nhà sinh con và sống thật hạnh phúc bên anh. Anh cố chờ em thêm một thời gian nữa nhé. Bình An à, em đừng trả thù nữa có được không? Kiều Linh và Hưng đang mâu thuẫn. Họ cãi nhau cả ngày lẫn đêm và đang có nguy cơ rạn nứt rồi. Cả ngày họ giày vò nhau rồi đó. Họ đang trả giá cho những việc làm sai trái của họ rồi đó em à. Bỏ qua cho họ có được không? Không, em không muốn. Thế vẫn chưa đủ anh à? Em muốn Hưng phải trả giá nhiều hơn thế nữa. Bình An à, nếu anh không thể chờ em thì em sẽ chia tay với anh đấy. Bình An nói xong cô đi về phòng làm việc của mình, bỏ mặc Hòa Phong đứng chờ ra đó. Hòa Phong không muốn Bình An cứ lún sâu vào thù hận. Anh muốn bù đắp cho Bình An tất cả những tổn thương cô đã trải qua. Anh muốn sống cùng cô những tháng ngày hạnh phúc. Nhưng Bình An chưa muốn, bởi Bình An muốn trả thù Hưng. Cô muốn Hưng thân bại danh liệt, hôn nhân đổ vỡ, thì Bình An mới hả giận được. Tối hôm đó Hưng lái xe tới trước cổng nhà Hòa Phong để tìm Bình An. Hòa Phong thấy Hưng tới thì anh ra mở cửa và hỏi Hưng. Đến đây làm gì? Tôi tới để tìm Bình An. Bình An bận rồi, anh đi về đi. Hưng nhếch mép cười rồi nói. Tôi có hẹn đi chơi với Bình An. Anh không biết cái gì thì đừng có nói. Hẹn đi chơi sao? Hưng đã có vợ rồi đấy. Anh không sợ vợ, anh biết rồi cô ấy làm khó Bình An sao? Tôi sẽ có cách giải quyết của tôi, anh không cần lo. Và tôi nghĩ anh nên tránh xa Bình An một chút đi. Đừng có suốt ngày ở bên cạnh cô ấy, lải nhải mấy câu nói vô ích đó nữa. Đồ khốn, anh mở mồm ra nói câu đó anh không thấy xấu hổ hả? Anh không nghĩ tới Kiều Linh sao? Cô ta đang mang thai đứa con của anh đấy. Thế thì đã sao, cô ta gạ gẫm. Để lấy tôi bằng được thì cô ta phải chấp nhận thôi. Đồ khốn. Hòa Phong tức giận đấm thẳng vào mặt Hưng, khiến Hưng ngã loạng choạng ra phía sau. Hòa Phong tiếp tục lao vào đấm Hưng liên tiếp mấy phát, khiến Hưng ngã gục xuống. Bình An ở trong nhà chạy ra can ngăn. Anh Phong, đủ rồi đó, mau dừng tay lại đi. Hòa Phong tức giận bảo đi vào trong. Bình An lại đỡ Hưng. Anh có sao không? Hình như anh bị vỡ răng rồi em ạ. Thấy anh ấy điên lên rồi thì anh phải tránh đi chứ. Sao để bị đấm ra nông nỗi này hả? Em đang lo lắng cho anh đấy à? Bình An, chúng ta làm lại từ đầu em nhé. Anh sẽ ly hôn với Kiều Linh, rồi chúng ta sẽ về với nhau và sống những tháng ngày hạnh phúc nhé. Bình An mỉm cười. Cuối cùng thì Hưng cũng xa lưới. Đồ khốn, anh chuẩn bị trả giá đi. Ngô Ngọc Hưng đúng là người đàn ông tệ bạc. Nửa năm trước vì muốn được làm con rể của ông chủ tịch mà Hưng nhẫn tâm hại bạn gái của mình rơi xuống biển trong lúc bạn gái đang mang thai gần 3 tháng. Để đạt được mục đích của mình, Hưng không từ một thủ đoạn nào cả. Sau mấy tháng làm con rể ông chủ tịch thì Hưng lại rất thất vọng vì suốt ngày anh phải nghe những lời nói rất khó nghe từ chính người vợ và mẹ vợ của mình. Lâu dần anh bắt đầu chán nản.
Sự trở về của Bình An đã khiến Hưng có suy nghĩ khác. Trái ngược với tính ghen tuông quá đà của vợ, thì Bình An luôn ngọt ngào với Hưng, khiến Hưng bị lú lẫn. Anh ta bắt đầu muốn bỏ Kiều Linh để quay về với Bình An. Hưng đi chơi tới 11 giờ đêm mới về. Kiều Linh tức giận, cô cầm cái cốc thủy tinh và ném thẳng vào đầu Hưng, khiến Hưng bị thương và đầu anh bị chảy máu. Đồ khốn, anh lại đi chơi với cô ta về đúng không hả? Hưng sờ tay lên đầu mình, anh thấy máu đang chảy. Anh giận dữ nói. Đúng vậy đấy, tôi quá chán cô và quá chán gia đình cô rồi. Ly hôn đi. Anh nói cái gì cơ? Anh nói lại tôi nghe xem nào. Tôi nói chúng ta ly hôn đi. Cái gì? Anh muốn ly hôn để anh quay về với cô ta đúng không hả? Đúng thế. Tôi quá chán ghét cô rồi. Ly hôn, giải thoát cho nhau đi. Đừng giày vò nhau nữa. Kiều Linh vô cùng sốc. Cô ta chưa bao giờ nghĩ Hưng sẽ bỏ mặc cô ta trong lúc cô ta đang mang thai như lúc này. Thế nhưng những lời Hưng nói ra khiến cô choáng váng. Hưng thật sự muốn ly hôn với cô để quay lại với Bình An. À, anh là thằng chồng khốn kiếp. Sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy hả? Tôi đang mang thai đấy. Hưng nhếch mép rồi nói. Chắc gì nó là của tôi. Biết đâu nó là con của thằng khác thì sao hả? Kiều Linh sốc, cô ta lao vào đánh Hưng. Nhưng anh ta đẩy cô ngã xuống. Cô mà còn đánh tôi một lần nữa thì cô biết tay tôi đấy. Hở một tí là đánh người, thế mà được hả? Đồ khốn kiếp, tôi đánh chết anh, tôi đánh chết anh. Kiều Linh cứ lồng lộn lên để đánh Hưng. Hưng điên quá mới đẩy ngã Kiều Linh, rồi anh ta bỏ đi. Kiều Linh tiếp tục chạy đuổi theo Hưng. Hưng lái xe ra ngoài cổng thì Kiều Linh chặn đầu xe, cô ta quát ầm ĩ. Anh đứng lại cho tôi, ai cho anh đi mà anh đi hả? Mau xuống xe cho tôi. Mau tránh ra, tôi không muốn sống với người như cô nữa. Anh bỏ tôi để đi tới chỗ cô ta đúng không hả? Đúng vậy đấy, cô mau tránh ra đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Anh mau xuống xe, dù có chết tôi cũng phải giữ anh ở đây bằng được. Mau xuống xe cho tôi. Tránh ra để tôi đi, nếu không tôi đâm chết cô đấy. Anh đâm được thì anh cứ đâm đi. Cô đang thách thức tôi đúng không? Phải, tôi đang thách anh đấy. Vậy cô chết đi. Kiều Linh cứ đứng chặn trước đầu xe ô tô của Hưng, khiến Hưng tức giận mất kiểm soát. Anh ta liền lái xe đâm thẳng. Kiều Linh cứ nghĩ Hưng không dám đâm mình, nên cô đứng đó và nhắm mắt lại. Dầm. Kiều Linh bị Hưng đâm thẳng vào người khiến cô văng ra xa. Lúc này Hưng mới tỉnh táo lại. Anh ta hốt hoảng xuống xe rồi chạy tới đỡ Kiều Linh. Kiều Linh, Kiều Linh, em mở mắt ra nhìn anh đi mà. Hưng thấy Kiều Linh không biết gì nữa, mà máu đang chảy ra, thế là anh ta hoảng quá. Anh ta lên xe và lái xe bỏ chạy luôn. Bà Hà ở trong nhà đi ra, bà nhìn thấy con gái bà đang nằm trên vũng máu. Bà hét lên sợ hãi. Kiều Linh, Kiều Linh ơi. Kiều Linh được đưa đi cấp cứu kịp thời. Cô đã qua cơn nguy kịch, nhưng đứa bé trong bụng cô không còn nữa. Còn Hưng bỏ trốn được một ngày thì bị cảnh sát bắt giữ. Cuộc đời Hưng bây giờ đã rẽ sang một hướng khác. Hưng bị truy tố hình sự về tội cố tình lái xe gây thương tích nghiêm trọng cho người khác. Cuối cùng thì Ngô Ngọc Hưng đã tự tay đánh mất tất cả mọi thứ. Anh ta mất vợ, mất con, mất gia đình, sự nghiệp. Hiện tại anh ta đang bị truy tố hình sự và tương lai anh ta sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho những việc anh ta đã gây ra. Cuối cùng thì Bình An đã chấp nhận lời cầu hôn của Hòa Phong. Hai người đang chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới của mình. Sau tất cả những đắng cay mà cô phải chịu đựng, thì hiện tại cô đã tìm được người đàn ông thực sự thuộc về cô. Thời gian cứ thế trôi qua, Bình An bây giờ đã hạnh phúc bên Hòa Phong rồi. Hai người đang chuẩn bị chào đón đứa con chào đời. Hòa Phong yêu thương vợ con hết mực, nên Bình An rất hạnh phúc. Cô đã có một cuộc sống bình yên hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Còn Kiều Linh, sau một thời gian dài suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, thì cô vẫn quyết định cho Hưng một cơ hội sửa sai lỗi lầm. Kiều Linh cũng là người duy nhất đi thăm nuôi Hưng khi Hưng ở trong trại cải tạo. Lần nào cô vào thăm Hưng, cô cũng động viên Hưng cải tạo tốt để nhanh được về đoàn tụ với cô. Kiều Linh cứ ân cần quan tâm tới Hưng, khiến Hưng càng thêm ân hận. Hưng tự hứa với bản thân mình phải cải tạo thật tốt để được trở về nhà sớm. Anh sẽ chuộc lại những lỗi lầm mà anh đã gây ra cho Kiều Linh. Anh tự hứa cả cuộc đời còn lại của mình, anh sẽ yêu thương và chăm sóc Kiều Linh mãi mãi. Kiều Linh cũng thay đổi tính. Cô sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân để trở thành một người vợ tốt, để khi Hưng trở về, cô và Hưng có thể làm lại từ đầu.
Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 cũng là tập cuối của bộ truyện ngắn rất hay và lôi cuốn có tên Số Phận Nhầm Chồng của tác giả Tâm Từng. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.